Nhân nha. Nhân. 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 Ừ, nhân một. Nhân. Vũ như cẩn, dẫn như cũ nha quý vị. Và người cuối cùng đang nắm giữ 20 triệu trong tay thưa quý vị. Liệu sẽ là nhân 2, 4 chỗ hay chia 2? Ồ, chia 2 thì không sao. Dạ, không vẫn sao. Vẫn 10 triệu là vẫn có thể bằng tăng. Đầu tiên, xin mời kết quả của Tăng Phúc. Xin chúc mừng Tăng Phúc với số cung dự đoán đó là 8. Yeah. Nhưng bạn hủy bỏ vào phút cuối để điền số 10 thưa quý vị. Có những người từ bỏ 20 triệu một cách nhẫn tâm bằng một dấu treo thưa quý vị. Lúc nghe em nghĩ là kiểu như anh là một vận động viên thì chắc chắn là mình sẽ có một cái gọi là những cái phút thăng hoa trong cái lúc mình thi đấu. Em nghĩ là gọi là anh máu lửa, anh bắn được 10 luôn thì sao, nghĩa là mình khích lệ tinh thần của anh thôi. Hồi nãy em định ghi số 8 đó mà em im lặng đi em ơi, anh chưa đọc số em. Ừ, em đừng tài lanh. Tiếp theo là kết quả của Trâm Ngô. Số cung dự đoán chính xác đó là 6. Em đánh giá hơi thấp người chơi của anh. Em xin phép đọc Andy. Và số cung dự em không đọc. Sao vậy? Em cảm thấy bị phẫn nộ với cái kết quả bạn đưa ra. Bạn quá coi thường thí sinh của em. Oh, really? Của em lên đây được A mà bạn dự đoán 4. Và bây giờ tôi xin công bố số dự đoán của Hoa hậu Liên Bịch Cát làm nát cả Thanh Xuân. Và Hoa hậu dự đoán 6. Cái gì 6 anh? 6 ngược à? Người ta chính không ạ? Trời ơi. Thưa quý vị, như vậy là không ai đoán đúng 8 ngoài Tăng Phúc, nhưng Tăng Phúc từ chối định mệnh. Trong 10 lần bắn, anh ta sẽ trúng được bao nhiêu mục tiêu? Đó là những gì các bạn cần phải suy đoán. Nếu như không ai đoán đúng cái mục tiêu mà anh ta đã bắn, chúng tôi sẽ tính sai số trừ 1. Như vậy đồng nghĩa với việc Nam Anh là người nhận 20 triệu của vòng này. Wow. Thưa quý vị, Nam Anh chưa mừng được đâu, bởi vì chúng ta có gửi gắm một bí mật. Mời quý vị đến với bí mật cuối chương trình. Xin mời. Chúng ta hãy lấy nào. Kể nó đi. Mà nó kể nó đi. Thưa quý vị, chiếc cặp này và chiếc hộp bí ẩn kia chứa đựng điều gì? Trong chiếc cặp này có 10 phong bì. Đó là những hệ số sẽ được quy đổi, có thể là cộng hoặc trừ hoặc nhân hoặc chia những số tiền mà các bạn đang có. Chúng ta hãy xem những giá trị mà chúng ta đã bỏ qua. Bỏ đi đừng có vuốt nữa. Hãy xem giá trị nào mà họ đã bỏ sót. Cộng 5 triệu đồng. Trời ơi.
Trời ơi, tôi cũng được mừng. Chia 2. Nãy giờ chưa có nhân, nãy giờ chưa có nhân. Và một con số rất ấn tượng đó là cộng 4 triệu đồng. Wow. Hey. Ủa gì vậy trời? Riêng cái phong bì còn lại em xin phép giữ lại ạ. Và bây giờ chúng ta cùng xem những người chơi đã chọn hệ số nào khi họ bắt đầu bước vào chương trình mà họ không hề hay biết. Anh muốn tên của ai trước ạ? À? Tôi muốn coi số của Andy. Wow, nhưng mà hên nha anh, cộng 2 triệu đồng. Wow. Nếu đã có Andy thì không thể nào không giặt mặt tăng phúc. Ủa em có làm gì đâu. Nhân nha. Nhân. 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 Ừ, nhân một. Nhân. Vũ như cẩn, dẫn như cũ nha quý vị. Hãy xem coi cô bạn Trâm Ngô của chúng ta chọn gì nào. Trâm Ngô. Chắc là em nhân đôi rồi. Cộng nha anh. Cộng nha, cộng nha. Biết đâu cộng không? Tự coi tử vi mình đi. Cộng bao nhiêu? Cộng 3 triệu. Cảm ơn em, cảm ơn. Và người cuối cùng đang nắm giữ 20 triệu trong tay thưa quý vị. Liệu sẽ là nhân 2, 4 triệu hay chia 2? Chia, chia kìa. Anh nói đừng có nói. Ta đang gieo quẻ đầu năm. Hay nhân hay chia. Nhưng mà em nghĩ là cho dù có chia 2 thì nó vẫn nhiều tiền hơn em. Ồ, chia 2 thì không sao. Dạ không vẫn sao. Vẫn 10 triệu là vẫn có thể bằng tăng. Chia 2 thì không sao. Dạ không vẫn sao. Vẫn 10 triệu là vẫn có thể bằng tăng. Là nó còn nặng hơn cái chia 2 nữa anh. Chia đều cho 3 người còn lại. Có nghĩa là 3 người còn lại phải đều với mình. Đón xem Khách Là Chơi 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 4 năm 2022. Mì Cocomi 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng.